Vừa cái đó này chạy cá phi anh ơi. Ừ, cái này chưa? Chạy cá phi ra sao còn tôm nữa chứ. Có tôm nha. Có tôm chứ. Cái gì đây mà nó rung dữ vậy đây? Ơi có cua em ơi. Hồn bộ anh ơi. Mấy nó sạch. Ôi sạch trơn không có gác có gì trơn được con cua. Trước Lê xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Hôm nay hai chồng em tiếp tục đi lên vườn đi thăm lúa bắt cua tôm nha cả nhà ơi. Gần Tết rồi hai chồng tranh thủ kiếm tiền xài Tết nha. Mời cô chú anh chị mình cùng đi thăm lúa cùng vợ chồng em cho vui nha. Và biết về cuộc sống ở Cà Mau quê em luôn. Và xem hôm nay hai chồng em thu hoạch được bao nhiêu cua tôm nha. Thì ngày mới vợ chồng em xin mến chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống của chú anh chị nhé. Và em xin phép chuyển cam về phía sau quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ hai chồng em bơi vỏ lên túc trên vuông mình thăm về về nha cô chú anh chị. Giờ bà xã em bơi sắp tới cái lú đầu tiên đây. Đầu tiên này dỡ lên cho một hôm đó các anh. Cho một đục luôn hả? Một cái con dây. Bừng quá chén. Coi nó có rung đục gì không em? Có cá, có cá này. Ôi ôi cái là mèn nó chạy cá phi nè. Cái đó này chạy cá phi anh ơi. Ừ, cái này chưa? Chạy cá phi ra sao còn tôm nữa chứ? Có tôm nè. Có tôm chứ. Đúng luôn, mê thiệt chứ. Sáng tắm nước mặn sớm luôn. Múc miếng nước vô trong thau đi. Cá phi không chị ơi, con nào lấy ú quay. Ướt được đuôi đục này mà nó không hỏng được à. Tại có cua cũng có tiền, ở này có món ăn à. Món ăn mình cũng đỡ mua anh, khỏi mua tốn tiền. Cũng được hai chú hả? Hai con chú, một con anh ơi. Một con. Thăm cái lú đầu tiên được bấy nhiêu đây cô chú anh chị. Toàn cá phi không. Giờ tới hai chồng em thăm dạ dê nha. Bơi một quãng đường cũng khá là xa như vậy đây. Cái lũ tiếp theo này thế nào đây? Em thấy cái đài không em? Thấy anh, nó lớn lớn lên được chút. Đi nào đi mà sao không có nghe im ru vậy đây? Ôi, cũng lại là cá nữa em ơi. Cá, nồi cá không chậm. Con bự nữa anh ơi. Có số bự em. Là mèn cái cá. Cái này nó im luôn ha. Nó hay bò buồn gọi lỗi là nó quậy cái mấy cá kia. Con vịt thẳng nó đâu quậy nổi. Có tôm quá nó uống.
con nào nó cành cành không? Thì con nào nó mê gì chứ. Ít biết mình cá thì ngon. Cá nhà Thái ra những lẩu thì khỏi chê. Còn chúa. Con phải để anh vậy. Tấp đậu lên nha, để xuống. Rồi đẩy đi. Rồi búng ra ngoài con xuống rồi em ơi. Uống không? Hai con luôn rồi. Đây được con nhiêu đây mà búng ra ngoài hết. Con xuống hai con xuống rồi. Chạy nó búng ra lỡ rồi nó búng ra nó cũng còn trong vuông mình á. Bữa khác mình bắt lại. Chiều cũng chừng nó vô lại nữa mình bắt lại. Nước đầy vậy mà cái cây nó muốn mắc luôn nó còn ló lên có một chút rồi. Giờ tới hai chồng em tầm lú dài qua ngoài cổng cả nhà. Gió nó lên nó thấp quá em ơi. Anh hỗ trợ tiếp em một cái cây nữa chứ. Gió quá. Rồi móc cái dầm vô đó đi anh bơi cây này. Rồi coi xuống vậy. Thôi được một con xuống rồi đó. Được con xuống, con xuống đá. Lú gần cống gì mà ít chảy ha. Ừ, cống nó cuộn xuống. Nó cứng, hết cứng luôn. Phải hai con rồi mình đâu để thấy nè, để cho nó búng nữa được. Cành nó mới được chứ. Cành nó được, phải úp liền. Ồ anh ơi. Quá xá cái vườn dừa này. Cây dừa này biết mấy hoài còn sai cỡ này nè. Em bơi đây lên thẳng trên cái lú đi cho dễ thăm. Anh cầm cái dầm này, cái cây này nép lại tiếp. Cảnh trời gió làm công việc nó vất vả lắm mọi người. Em phải bơi tiếp bà xã nha. Rồi rồi rồi, cái đục nó nhúc nhích rồi. Nhúc nhích thì vậy, em bắt đằng này nè em. Sáng giới là ngon lành. Quay về đây em. Cái gì đây mà nó rung dữ vậy đây? Ơi có cua em ơi. Ồ anh ơi. Ồ sạch trơn không có gác có gì trơn, được con cua. Cũng ngon lành nè. Con cua này bắt không được. Bỏ cái xuống. Cái này tôm đất không em ơi? Tôm đất không. Trắng phiếu. Rồi em đổ tôm đất xuống đi, con cua đâu rồi? Cua đó nó hụt xuống dưới rồi anh. Bò xuống đây. Để cho nó xuống đó luôn. Em vũ em gom lại cái đục ha, em đổ xuống. Đừng cho con cua nó chạy xuống nó kẹp tùm lum. Em chặn ngang. Đây, cái đục này bao nhiêu tôm này? Ồ, cái đục này thì mê quá. Bằng đây anh cầm cái cây lên, anh kìm lại rồi. Rồi, em đổ vô đi. Rồi, anh phải cua ra luôn. Bên kia lấy cua nữa. Nó chạy ngang là gì? Lấy cua nó chạy ngang để mình. Em thả cua nó luôn hả? Thả cua nó nhỏ xíu anh.
Thì hôm nay hai chồng em thăm cái dàn lũ tới đây thì cũng đã xong. Em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Kết quả hôm nay được bấy nhiêu tôm đất đây cô chú anh chị, như cá phi, như được mấy con sú hồi nãy búng ra con với con cua mà thả lại nha. Còn nhiều đây thì cũng vớt giác được 50-70 trăm được cô chú anh chị ơi. Gần Tết thì chắc mót xanh tử á. Mót đi là gấp gió mình làm bảo anh ơi. Giờ hôm nay em xin khép video ở đây. Giờ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.